À, xin chào các siêu nhân cháu nhá, các siêu nhân anh hùng rất dũng cảm và chịu khó ngày nghỉ nhưng mà sẵn sàng tham gia học. Hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu chuyên đề bội chung nhỏ nhất và một số bài toán liên quan đến lời văn. Để chúng ta nhắc lại khái niệm về bội chung nhỏ nhất và cách xử lý nó nhá. Bội chung nhỏ nhất của hai số A và B là gì nhỉ? Bội chung nhỏ nhất của hai số A và B là số nhỏ nhất của A và B. Chung nhỏ nhất của A và B. Ta hiểu là trong các cái bội của A và B, thì những cái bội nào mà nó đồng thời vừa là bội của A, đồng thời vừa là bội của B thì được gọi là bội chung hai số A và B. Và số nhỏ nhất trong các cái bội chung đấy thì gọi là bội chung nhỏ nhất. Và cách tìm bội chung nhỏ nhất của hai số, thì với những cái số mà nó nhỏ, thứ nhất là với hai số nhỏ, thì các con cứ viết bội chung của từng số này, sau đó thấy có sự xuất hiện cái chung đầu tiên ấy, thì các con lấy nó. Ví dụ tìm bội chung, nhỏ nhất của 5 và 6. Thế thì các con cứ viết các cái bội của 5 ra, viết các bội của 6 ra, rồi thấy nó giống nhau, viết từ nhỏ đến lớn nhé, và thấy nó giống nhau cái đầu tiên ý, thì chúng ta chọn. Ví dụ bội của 5 là các bội của 5 thì có gì nhỉ? 1 và 5 ạ. Đấy là ước bội cơ, bội. Bội của 5 là 0, 5, 10, 20, 25, 30, 35, vân vân. Các bội của 6 là gì ạ? 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Vậy bội chung nhỏ nhất ở đây là cái gì? Không ạ. Không, bội chung nhỏ nhất là 5 ạ. Bao nhiêu? 5. Số 5 mà bội chung nhỏ nhất là 30. Bội chung nhỏ nhất của 30. Đúng rồi, bội chung nhỏ nhất ở đây nó phải là số dương. Bội chung nhỏ nhất của 5 và 6 hay ký hiệu là 5, 6 bằng 30. Đấy là với các cái số bé. Hiểu cách làm không? Có, con học rồi. Giờ thử một con nữa nhá. Ví dụ bội chung nhỏ nhất của 6 với 8 này. Tìm bội chung nhỏ nhất của 6 với 8 này. Bội chung nhỏ nhất của 6 là 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Đấy là bội của, bội của 6 nữa đúng không? Bội của 8 là 0, 8, 16, 24, 1. Bội chung nhỏ nhất của nó là 24. Rồi. Bội của 6 là các bội của 6 là 0, 6, 12, 18, 24, 30, vân vân. Tương tự như vậy, các bội của
4. Quan bộ của tám. 08, 16, 24, 32, vân vân. Và các con nhìn thấy cái bộ chung nhỏ nhất ở đây nó sẽ là số nào? 24. Ok, 24. Vậy bộ chung nhỏ nhất của 6, 8 là 24. Được rồi. Đấy là với các cái số bé. Thế còn với các cái số lớn, số lớn thì các con không thể làm như vậy được, bởi vì các con viết các cái bội của một số mà nó to đùng thì nó sẽ rất là khó khăn. Thầy lấy ví dụ tìm bộ chung nhỏ nhất của 120 và 50. Mỗi thừa số đấy ta lấy cái gì? Mỗi thừa số chúng ta lấy với cái số mũ to nhất của nó. Ok. Với số lớn nhá. Với hai số lớn. Với hai số lớn, hãy lấy ví dụ tìm bộ chung nhỏ nhất của 120 và 50. Thì quy trình thực hiện thế nào nhỉ? Viết các số là thừa số nguyên tố này, là bước 1 này. Viết các số là thừa số nguyên tố với số mũ tương ứng của nó. Ví dụ 120 các con sẽ viết thành gì nhỉ? Để thực hiện nháp ra ngoài nhá. 120 này chia cho 2 là 3 x 5. Ok. 3 x 3 x 5. Ok. Là 2 x 3 x 3 x 5 là tốt. 50 các con. 2 x 5. 5 mũ 2 x 2. 50 này chia 2 còn 2 5 này. Chia 5 còn 5 này. Chia 5 còn 1 này. Bằng 2 x 5 mũ 2. Viết các số là thừa số nguyên tố. Bước 1 là xong này. Bước 2 làm gì nhỉ? Đi chọn chọn các cái thừa số với số mũ. Chọn thừa số. Thừa số với số mũ to nhất. Như vậy đây nó có 2, 3, 5. Nó có 3 loại thừa số. Thừa số 2, thừa số 3 và thừa số 5. Thừa số 2 thì số mũ to nhất của nó là 3. Vậy các con chọn nó ra này. Là 2, 3 này. Thừa số 5 thì số mũ to nhất của nó là 5 mũ 2. Và thừa số 3 thì có số mũ là 1, 3 mũ 1. Sau khi chọn xong thì các con lấy tích của các thừa số vừa chọn ở trên. Tích các thừa số vừa chọn ở trên. Tích các thừa số vừa chọn ở trên thì các con sẽ được kết quả là 2 mũ 3 nhân 3 mũ 1 nhân 5 mũ 2. Và cái này chính là bộ chung nhỏ nhất của hai số 120 và 50. Các con tính cho thầy nó bằng bao nhiêu vậy? 600 ạ. Mấy ạ? 600 ạ? Vâng. Ok, rất tốt. Thế thì từ đây các con hãy cho thầy biết này, mối liên hệ giữa bộ chung nhỏ nhất với ước chung lớn nhất của hai số này. Đều phải đi tìm số chung nhỏ nhất của A và B nhân với ước chung lớn nhất của A và B bằng A nhân B. Ok, rất thuận. Ở đây chúng ta xoay lại một tí nha. Ta nhắc lại một tí về tìm ước chung lớn nhất của hai thằng này. Ước chung lớn nhất.
Ước chung lớn nhất của hai thằng này thì cách làm này, bài trước có con học đấy là phân tích các số là thừa số nguyên tố này, sau làm gì nhỉ? Tìm các cái thừa số chung đúng không? Với số mũ gì? Nhỏ nhất đúng không? Như vậy đây chung là thừa số 2 này, có số mũ 1 này, chung thừa số 5 có số mũ 1. Như vậy ước chung lớn nhất của bài này nó sẽ là 2 nhân với 5. Thế còn bội chung nhỏ nhất nó sẽ là 2 × 3 × 3 × 5 × 2. Thế thì các con mang cái ước chung lớn nhất này, các con nhân với cái bội chung nhỏ nhất này thì nó vừa bằng tích của hai cái này nhân với nhau. Ở trên này khi tìm bộ chung nhỏ nhất thì các con thấy là cái này đã được lôi ra để làm bộ chung nhỏ nhất, còn mỗi hai thằng này chưa được xét đến, mà hai thằng này lại chính là tích của nó lại chính là ước chung lớn nhất. Như vậy bộ chung nhỏ nhất các con mang nhân với ước chung lớn nhất thì nó sẽ bằng tích của hai số này. Vậy các con có một công thức rất quan trọng để làm các bài toán tiếp theo, đó là tích của hai số a nhân b thì bằng ước chung lớn nhất của ab nhân với ước chung lớn nhất nhân với bộ chung nhỏ nhất. Đây là công thức đặc biệt quan trọng. Các con đọc không lại nhá. Bây giờ vận dụng đó, chúng ta sẽ nghiên cứu các bài toán sau đây. Thế thì sau này này, khi mà người ta yêu cầu các con tìm ước chung lớn nhất thì các con có thể đi tìm bộ chung rồi các con lấy tích chia cho bộ chung sẽ là ước chung lớn nhất. Hoặc nếu người ta yêu cầu tìm bộ chung nhỏ nhất thì các con có thể đi tìm ước chung lớn nhất rồi lấy tích chia ước chung lớn nhất thì sẽ là bộ chung nhỏ nhất. Vận dụng các con nghiên cứu thầy bài toán sau đây. Hai giờ. Dạ, bài toán tìm hai số khi biết ước chung lớn nhất. Tìm hai số khi biết ước chung lớn nhất. Các con nghiên cứu cho thầy bài số 1 nhé. Tìm hai số tự nhiên A và B, biết B lớn hơn hoặc bằng A, B lớn bằng A, tích A nhân B bằng 2016. Thì nó tích A nhân B bằng 216. Và ước chung lớn nhất của AB bằng 6. Tìm hai số khi biết tích và biết ước chung lớn nhất bằng 6. Ai nêu được phương án? Có hai số tự nhiên m a bằng m nhân sáu b bằng n nhân sáu m lớn hơn b và ước chung lớn nhất của m là n bằng 1. Ok, bạn này biết cách làm đây, rất tốt. Khi người ta cho ước chung lớn nhất bằng 6
thì các con chú ý cách khai thác của nó như sau. Cách khai thác giả thiết ước chung lớn nhất. Người ta cho ước chung lớn nhất của AB là 6 thì các con sẽ có này. Ước chung lớn nhất của AB là 6. Thì A này nó sẽ bằng 6 lần M. Tức là A chia cho 6. B này cũng chia cho 6. A bằng 6 lần M. B bằng 6 lần N. Trong đó MN là hai số nguyên tố cùng nhau. A chia cho 6 nên A bằng 6M. B chia cho 6, B bằng 6N. Mà AB có ước chung lớn nhất là 6. Ước chung lớn nhất là 6. Như vậy MN phải là hai số nguyên tố cùng nhau. Tức là MN có ước chung lớn nhất nó sẽ bằng 1. Bởi vì nếu MN mà nó có một cái ước chung khác 1, thí dụ thầy nói là M nó có một ước là 2 nữa, N nó cũng có, M với N có một ước chung là 2, thì chỗ này nó sẽ bằng 2 lần M phẩy, chỗ này nó bằng 2 lần N phẩy. Thì khi đó A nó sẽ bằng 12 lần M phẩy, B nó bằng 12 lần N phẩy. Thì khi đó ước chung lớn nhất của AB nó sẽ là 12 chứ không phải là 6. Vì ước chung lớn nhất là 6, cho nên A bằng 6M, B bằng 6N và MN phải nguyên tố cùng nhau. Tức là MN cùng có ước chung lớn nhất là 1. Tiếp tục các con khai thác giả thiết thứ hai. Giả thiết thứ hai, tích của A nhân B bằng 2216. A nhân B bằng 216 thì các con mang cái A ở đây, các con mang cái B ở đây, các con thay vào thì chúng ta sẽ được này. A nhân B bằng 216. Do đó A các con thay bằng 6M, B các con thay bằng 6N bằng 216. Như vậy ở đây các con sẽ có 6 x 6 là 36 nhân M nhân N bằng 216. Như vậy M nhân N sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 216 chia cho 36. Ok, 216 chia cho 36. Các con chia cho thầy sẽ được kết quả là mấy? 6. 216 mà chia cho 36 và bằng 6 đúng không? Ok, kết quả là 6. M nhân N bằng 6. Vậy thì các con sẽ kẻ một cái bảng để chúng ta xác nhận được M và N thôi. Kẻ cái bảng nhé. Có một số bạn vào xong lại bị ao. Chắc đường mạng có vấn đề. Các con kẻ cái bảng ra. M nhân N bằng 6. Ở đây M với N có điều kiện gì nữa không? Đây các con soi điều kiện này. B lớn hơn bằng A nữa. B lớn bằng A, B lớn bằng A. Như vậy 6N nó sẽ lớn hơn bằng 6M. Như vậy N ở đây phải lớn hơn bằng M. N lớn bằng M mà tích M nhân N bằng 6. MN là hai số nguyên tố cùng nhau. Như vậy M là 1 thì N sẽ là mấy? N sẽ là 6. Ok. M bằng 1, N bằng 6. Khi đó A sẽ là mấy? B là mấy?
A sẽ bằng A đây, 6 lần M. A sẽ bằng 6. B bằng 6 lần N, bằng 36. Thỏa mãn không? Thỏa mãn đúng không? Tiếp. Vì M bé bằng N mà. M bằng 2 thì các con tìm bằng N không ấy? 3. M bằng 2, M nhân N bằng 6, như vậy N sẽ bằng 3. Thỏa mãn N lớn hơn M. Khi đó A sẽ bằng mấy nhỉ? A là 6M. Nó sẽ là 12. 6M mà. B. B là 6N là 18. Đúng nhỉ? Tiếp, M bằng 3 thì N bằng mấy? M bằng 3 thì N bằng 2. Cái này các con loại, bởi vì N nó phải lớn hơn bằng M. Cái này loại. Tương tự như vậy, M bằng 4 thì không được, 4 nhân N bằng 6, như vậy không có N. Thế là kéo xuống mà em không nhìn thấy. Ok chưa? Tí nữa. Ok được rồi. M bằng 3, N bằng 2 thì không thỏa mãn này. Loại này. M bằng 4 thì không có N. M bằng 5 thì không có N. M bằng 6 thì N bằng 1. Cũng loại vì N bé thua M. Như vậy đáp số ở đây các con sẽ nhận được ở hai trường hợp này là A bằng 6, B bằng 36, hoặc A 12, B bằng 8. Đấy là đáp số của bài số 1. Đây, M, N đây. M là 1, N bằng 6. Còn AB, AB thì nó khác. Đúng chưa? Ok chưa? Vẫn không hiểu cái bảng làm gì. Cái bảng để chỉ ra MN thôi. Khi viết tích M nhân N bằng 6 thì các con sẽ lập cái bảng đấy ra. Để từ đó chúng ta chọn các giá trị M tương ứng, N tương ứng, rồi suy ra các giá trị AB tương ứng ở đây. Được chưa? Kẻ cái bảng ra để tìm M và N thôi. Thử câu nữa nhá. Tìm hai số tự nhiên AB biết bội chung nhỏ nhất bằng 240, ước chung lớn nhất bằng 16. Tìm hai số tự nhiên biết bội chung nhỏ nhất là 240, ước chung lớn nhất là 16. Trên được chưa? Ok nhá. Tìm cái gì ạ? Tìm hai số tự nhiên A và B. Đây, giả thiết để cho B lớn hơn A rồi nhé, làm cho nó dễ. Tìm hai số tự nhiên AB biết bội chung nhỏ nhất là 240, ước chung lớn nhất là 16. Bài này cách xử lý khá giống với bài trước. Ở đây chúng ta cũng tiếp tục khai thác cái ước chung lớn nhất là 16. Ước chung lớn nhất là 16. Nhưng giả thiết của bài này nó khác bài trước một chút. Bài trước người ta cho tích của hai số,
Bài này thì lại người ta lại cho bộ chung nhỏ nhất. Vậy thì các con xử lý thế nào nhỉ? Ok. Như vậy chúng ta sẽ chuyển bài này về bài trước bằng cách lấy bộ chung nhỏ nhất nhân ước chung lớn nhất thì ra tích của hai số. Vậy cái đầu tiên các con làm này, là các con sẽ đó này, tích của hai số là A nhân B sẽ bằng bộ chung nhỏ nhất nhân với ước chung lớn nhất. Như vậy A nhân B sẽ bằng 240 nhân với 16. Các con nhân nhanh cho thầy rằng đấy là tích. Và đến đây bài toán trở lại đến bài toán số 1, biết tích này, biết bộ chung, biết ước chung nhỏ, ước chung lớn nhất. Ước chung lớn nhất của AB là 16. Và chúng ta nhớ lại cách khai thác lúc nãy nhỉ. Ước chung lớn nhất của AB là 16. Thì khi đó A nó sẽ bằng 16 lần số M, B bằng 16 lần số N, và MN này là hai số nguyên tố cùng nhau. MN có ước chung lớn nhất bằng 1. Và đây cho B lớn hơn A. B lớn hơn A, như vậy N sẽ lớn hơn M. Sau khi có dữ kiện A theo 16M, B theo 16N, thì các con mang cái AB này các con thay vào chỗ tích A nhân B bằng 3840, thì chúng ta sẽ được này 16 lần M nhân với 16 lần N bằng 3840. Và từ đó các con sẽ có M 16 nhân 16, các con nhân trước cho thầy này. 16 nhân 16 là bao nhiêu nhỉ? 6636 nhân 3. 256 ạ. Ok, 256. 256 nhân M nhân N bằng 3840. Như vậy M nhân N sẽ bằng 3840 chia cho 256. Các con thực hiện phép chia này nè. M nhân N sẽ bằng bao nhiêu? Mười năm. M nhân N 15. Các con chia chính xác nhá. M nhân N 15, đúng rồi. Đến đây các con lập một cái bảng ra. Dòng thứ nhất là của M này. Cột thứ nhất của M này. Cột thứ hai của N này. Cột thứ ba là của A này. Cột thứ tư là của B này. M nhân N bằng 15. Như vậy M sẽ là mấy nhỉ? M là 1 được không? M là 1 thì N bằng mấy? 15. Ok, 15. Đảm bảo M lớn hơn N hay N lớn hơn M? N lớn hơn M được đảm bảo. Khi đó A sẽ bằng mấy? A sẽ bằng 16. Còn B thì sẽ bằng 16 nhân với N, tức là 16 nhân 15 bằng bao nhiêu nhỉ?
16 x 15 cho con nhân cho thầy này. Bao nhiêu? 240. Ok, 240. Như vậy đây là một trường hợp này. Tiếp m bằng 2. 2 nhân n bằng 15. Thì n bằng 15 chia 2 không được. M 3. 3 nhân n bằng 15, như vậy n sẽ bằng 15 chia 3 bằng 5. Đảm bảo n lớn hơn m và m n nguyên tố cùng nhau, vì hai số này có ước chung lớn nhất là 1. Khi đó a sẽ bằng 3 lần m. 3 nhân 16 là 48. B là 5 lần n. Là 5 lần của 16, 16 lần n đấy. Là bao nhiêu nhỉ? 16 x 5 bằng 80. M bằng 4 thì n bằng 15 chia cho 4, không chia hết loại. M bằng 5 thì n bằng 3. Cái này loại bởi vì n nó to hơn m. Như vậy từ đây đi sẽ hết, không còn giá trị nào nữa. Và các con chỉ có hai cái kết quả thỏa mãn, đó là a 16, b bằng 240 hoặc a bằng 48 và b bằng 80. Có hai đáp số như vậy. Ok nhỉ? Từ bài số 3 nữa nhá. Tìm hai số tự nhiên a và b, biết tích a nhân b bằng 180 và bội chung nhỏ nhất là 60. Ví dụ số 3. Biết tích là 180, bội chung nhỏ nhất là 60. Tích là 180, bội chung nhỏ nhất là 60. Tìm hai số a và b. Biết b lớn hơn a. Câu này có gây khó khăn cho các con không? A nhân b bằng 180, tích của hai số đấy. Còn bội chung nhỏ nhất của hai số a b là 180 chia cho 60. Rồi. Nó lại nó lại cái mà nó cứ đơ ra. Ok, bây giờ nhá. Chưa. Để em chụp màn hình cho xem. Tôi nghe thấy tiếng mà. Các bạn có nhìn thấy thầy không? Có. Ok thì có. Ừ. Không kiểm tra lại đường mã thôi. Như vậy bài này các con sẽ đưa được về dạng của bài số 1, số 2. Ở đây người ta cho tích rồi, cho bội chung nhỏ nhất rồi, thì các con sẽ nôi cái gì ra nhỉ? Sẽ tìm ra cái gì? Sẽ tìm ra ước chung lớn nhất của nó. Ước chung lớn nhất của nó sẽ là gì nhỉ? Ước chung lớn nhất của AB nó sẽ bằng bao nhiêu? 180 chia cho 60. Đúng nhỉ? Ước chung lớn nhất đấy. Và bằng bao nhiêu lại các con chia đây nào? Như vậy ước chung lớn nhất của AB 180 chia 60 được kết quả là mấy nhỉ? 3. Okay. Như vậy đến đây chúng ta gặp một bài toán giống như bài toán số 1 lúc đầu, là biết ước chung lớn nhất, biết tích của hai số. Vậy thì các con thực hiện giống như bài nãy thôi.
Các con khai thác cái ước chung lớn nhất là 3 thì các con sẽ có này. A sẽ bằng 3 lần M. B sẽ bằng 3 lần N. Trong đó M N nguyên tố cùng nhau. Và B lớn hơn A nên N lớn hơn M. Ở các con B cái A bằng 3 lần M, B bằng 3 lần N. Các con úp vào đây, úp vào cái tích này. Như vậy các con sẽ có được vậy các con sẽ có này, A là 3 lần M, như vậy sẽ có 3 nhân M. B là 3 lần N, 3 nhân N bằng 180. Như vậy các con sẽ có 9 lần M nhân N bằng 180. Vậy M nhân N sẽ bằng bao nhiêu? Chia cho 9. Có thủy vậy. Có tỷ. 180 chia 9. Cho con chia nhanh cho thầy này. 20. Bao nhiêu nhỉ? 20. Ok, bằng 20. M nhân N bằng 20. Ở đây các con kẻ bảng ra thôi. Kẻ bảng cột thứ nhất cho M, cột thứ hai cho N, cột thứ ba cho A, cột thứ tư cho B. M nhân N bằng 20. Như vậy số đầu tiên M sẽ có thể lấy là 1. N sẽ là bao nhiêu? 20. Khi đó A nó sẽ bằng 3 lần M là 3 nhân 1. B là 3 lần N, 3 nhân với 20 là 60. Tiếp M có thể lấy là 2. 2 nhân N bằng 20. Như vậy N nó sẽ bằng 20 chia 2. N là 10. Khi đó A sẽ bằng 3 nhân M là 6. B là 3 nhân N, 3 nhân N là 30. Tiếp M bằng 1, 2 là M bằng 3. Thì N bằng 20 chia 3 là không chia hết loại. M bằng 4. 4 5. N sẽ bằng 5. Vẫn thỏa mãn N lớn hơn M. M bằng 4 thì A nó sẽ 3 lần 4 là 12. B là 3 lần N là 15. Ok. Sang M bằng 5. M bằng 5 thì N nó sẽ bằng 4. Cái này bị loại bởi vì N lớn hơn M. Chỗ này là N là 4 bé N. N là 4 bé M là 5. Như vậy trường này loại. Và từ đây đi là hết, không còn nữa. Như vậy chúng ta được 3 cái kết quả thỏa mãn này. A bằng 3, B 60. A bằng 6, B bằng 30. Và A bằng 12, B bằng 15. Có 3 cái kết quả thỏa mãn. Có đúng không các con? À, chúng ta lại bị sót một trường hợp. Ở đây có một kết quả không lấy được. Đó là M bằng 2 và N bằng 10. Cái này các con phải loại đi. Tại sao loại nhỉ? Ai trả lời được? 2 là số nguyên tố. Gần đúng. 2 với 10 nó không phải là hai số nguyên tố cùng nhau. Vì ước chung lớn nhất của 2 và 10 nó không phải là số 1, mà ước chung lớn nhất của nó là 2. Nó mâu thuẫn với cái kết quả này. Như vậy 2 và 10 này các con phải loại. Và thực tế thì các con nhìn đây này, nếu chúng ta là A bằng 6 và B bằng 30 thì
thì bội chung nhỏ nhất của hai số này nó là 30 chứ nó không phải là 60 như trong đáp án của chúng ta. Vậy cái trường hợp M12, N10 các con phải loại đi. Trường này không lấy được. Bởi vì ước chung lớn nhất của M và N nó không phải là 1. Do 2 với 10 có ước chung lớn nhất là 2. Như vậy đáp số của các con chỉ có 3 và 60 với 12 và 15 thôi. Hiểu dạng bài này chưa nhỉ? Thử câu nữa về dạng này nhá, cho quen nhá. Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 84, ước chung lớn nhất bằng 6. Hơi khác một chút ở đây. Ví dụ số 4. Tổng bằng 84, ước chung lớn nhất bằng 6. Tìm hai số AB biết B lớn hơn A. Tổng bằng 84, ước chung lớn nhất bằng 6. Tìm hai số biết B lớn A. Thế thì bài này nó khác cái bài số 1, 2, 3 của chúng ta ở chỗ nào? Thay cái tích vào tổng. Nó không có tích. Mà thay cái tích đấy bởi tổng. Thì cách làm nó khá giống với cách làm cái này các con đã làm. Vẫn khai thác từ cái giả thiết quan trọng ước chung lớn nhất là 6. Thì khi đó A sẽ bằng 6 lần M và B bằng 6 lần N. Sau đó các con được AB theo MN, các con thay vào cái này. Lời giải nhé. AB có ước chung lớn nhất là 6. Như vậy A sẽ bằng 6 lần M, B bằng 6 lần N. Trong đó MN là hai số nguyên tố cùng nhau. Đặc biệt lưu ý chỗ này nhé. Bởi vì chỗ này chúng ta không để ý là chúng ta sẽ bị xuất hiện một cái giá trị không đúng trong đáp số ở những bài trước này. Và ở đây người ta cho B lớn hơn A. Như vậy N sẽ lớn hơn M. Còn cái con B, A với B ở đây ốp vào đây thì chúng ta sẽ được này. 6 lần M cộng 6 lần N bằng 84. Và chỗ này các con đặt số 6 ra. 6 đặt ra ngoài làm nhân tử này thì bên trong sẽ có M cộng N bằng 84. Như vậy M cộng N sẽ bằng bao nhiêu? Ừ, 84 chia 6. Các con chia nhanh cụ thể này. Tám tư chia sáu. Nghe giọng. Bao nhiêu nhỉ? 84 chia 6. Như vậy M cộng N sẽ bằng bao nhiêu? 14. Ok. 84 chia 6 14. Sau đó các con lại lập bảng thôi. Lúc nãy thì chúng ta khi người ta cho tích thì các con được một cái là M nhân N. Đến đây chúng ta được cái là M cộng N. Các con vẫn chia bảng bình thường. Lập bảng bình thường này. M N A B. M bắt đầu là số mấy? Bắt đầu là số 1 nha. Thì N là số mấy? M là số 1. Thì N là mấy nhỉ?
M cộng N bằng 14. M 1 như vậy N sẽ là 13 đúng không? Còn nghe được không các siêu nhân? Ok chứ? Ừ. Vẫn nghe được gì? Ok. Tiếp nhá. Thì A bằng mấy nhỉ? A bằng 6M, vậy A bằng 6. B bằng 6N. 6 x 13. 6, 3, 18 x 1. 78. M bằng 2. Thì N là bao nhiêu nhỉ? M bằng 2. Thì N bằng 12. Cái này các con loại nhá. Tại sao lại loại nhỉ? Vì sao loại? Có vẻ tín hiệu hơi yếu à? Bách Trần nói là vì sao loại? Đây là bởi vì hai số này có cùng là hai. Đúng rồi, vì hai số này có ước chung lớn nhất là hai, mâu thuẫn với cái MN này là ước chung lớn nhất là một, nên các con phải loại cái trường hợp đấy đi, không đưa vào nữa. Tiếp tục M bằng 3. M bằng 3 thì N nó sẽ bằng 11. Thỏa mãn N to hơn M. Và hai cái này có ước chung lớn nhất bằng 1. M bằng 3 thì các con được A bằng 6 nhân với 3 là 18. N bằng 11 thì các con được B là 6 nhân 11 là 66. Tương tự như vậy, M bằng 4. M bằng 4 thì các con sẽ được N bằng 10. Cái này con lấy không? Không lấy, vì sao không nhỉ? Bởi vì ước chung của nó bằng 2. Đúng rồi, vì ước chung lớn nhất của hai thằng này là 2. Mà yêu cầu của ta là ước chung lớn nhất của MN là phải là 1. Nên trường này không lấy. M bằng 5 thì N sẽ bằng mấy nhỉ? 9 đúng không? 9 vẫn lớn hơn 5 và 9 với 5 có ước chung lớn nhất bằng 1. Được. Như vậy A nó sẽ bằng 6 x 5 là 30. B là 6 x với 9 bằng 54. M bằng 6 thì N bằng 8. Loại. Vì hai thằng này có ước chung lớn nhất là 2. M bằng 7. N bằng 7. Loại. Vì sao loại? 77 vì sao lại loại? Đúng rồi, B lớn hơn A. Hoặc các con có thể giải thích là hai thằng này ước chung lớn nhất là 7 nên nó bị loại. Tiếp theo M là 8 thì N bằng 6, cái này loại. Và càng về sau nó sẽ càng loại, bởi vì khi đó N nó không còn lớn hơn M nữa. M sang đến 8 thì bắt đầu là M nó sẽ lớn hơn N rồi. 9 thì thằng này là 5, 10 thằng này là 4. Như vậy M lúc đấy nó sẽ to hơn N và chúng ta không lấy. Như vậy chỉ có 3 cái kết quả thỏa mãn: A bằng 6, B bằng 78, A bằng 18, B bằng 66, A bằng 30, B bằng 54. 3 kết quả. Như vậy dạng số 1 nhá, về cái tìm hai số là cơ bản ok nhá. Các con phải nhớ cách khai thác dữ kiện, dữ kiện ước chung lớn nhất của hai số. Ước chung lớn nhất của hai số là 6 thì mỗi số nó sẽ bằng 6m, số còn lại là 6n, trong đó mn
phải là hai số nguyên tố cùng nhau và các con đặt điều kiện cho MN tùy theo yêu cầu của đề bài. Bây giờ chúng ta sang cái loại bài toán số 2. Loại 2 là tìm một số khi chia cho nhiều số. Loại 2. Tìm một số khi chia cho nhiều số. Nghiên cứu bài toán số 1 đơn giản nhất trước nha. Bài số 1. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 2, 3, 5. Tìm số tự nhiên dương nhỏ nhất chia hết cho 2, 3, 5. Tìm số tự nhiên là số dương đấy, nhỏ nhất chia hết cho 2, cho 3, cho 5. Dễ không? Có. Đức Hùng nói như nào? Giờ con lấy được rồi. Thì nói luôn bài này xem. Em thầy là em nghĩ là thì a chia cho 2, a chia cho 3, a chia cho 5 nên a thì tổng hợp mỗi của 2, 3 và 5 mà a thuộc số tự nhiên nhỏ nhất thì nên a thuộc hội chung nhỏ nhất của 2, 3 và 5. Ok. A chính là bộ chung nhỏ nhất luôn. Lời giải này. Gọi A là số tự nhiên dương nhỏ nhất chia hết cho 2, cho 3, cho 5. Như vậy các con sẽ có A chia hết cho 2 này, A chia hết cho 3 này, A chia hết cho 5 này. Như vậy A nó sẽ là bội của 2, 3 và 5. A là bội của 2, 3 và 5. Mà A yêu cầu là nhỏ nhất, như vậy A nó sẽ là bộ chung nhỏ nhất của 2, 3 và 5. Mà A là nhỏ nhất, vậy A sẽ là bộ chung nhỏ nhất của 2, 3 và 5. Bộ chung nhỏ nhất của 2, 3 và 5. Vậy nó là số nào? 30 ạ. Bộ chung nhỏ nhất của 2, 3 số này chính là số 30, đúng không? Đáp số là 30. Bài số 2 nhá, khó hơn chút này. Bài số 2. Tìm số tự nhiên dương nhỏ nhất biết số đó chia cho 3, 4, 5 cùng có dư là 1. Ví dụ số 2. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết số đó chia cho
3, 4, 5 cùng có dư là 1. Câu này bạn nào đăng tay cho thầy nhé. Rất tốt, bạn Đức Thịnh đã giỏi. Vì là giải nha, gọi số tự nhiên là A này, gọi số tự nhiên đó là A. Số A này chia cho 3, 4, 5 cùng có dư là 1. Dư là 1, vậy thì số A bớt đi 1 đơn vị, nó sẽ chia hết cho 3, 4, 5. Nên A trừ 1 sẽ chia hết cho 3, 4, 5. Các con hiểu cái ý này không nhỉ? Ví dụ số 13 chia cho 4, 13 chia cho 4, 13 chia cho 4 nhá. Mười ba chia cho bốn này được thương là mấy, dư mấy nhỉ? Được thương là 3 đúng không, và dư là 1 đúng không? Vậy thì các con bớt cái này 1 đơn vị thì nó sẽ là 12, thì 12 này sẽ chia hết cho 4. Tương tự như vậy, ví dụ số 7 chia cho 3 thì được thương là 2 và dư 1. 7 chia 3 được thương là 2, dư 1. Thế thì các con bớt số này đi 1 đơn vị thì số này sẽ bằng 6, nó sẽ chia hết cho 3. Hoặc số 21 chia cho 5 thì được thương là 4 và dư 1. Thì các con mang 21 để các con bớt đi 1 thì nó sẽ là số chia hết cho 5. Như vậy số A là số cần tìm. A chia cho 3, 4, 5 cùng có dư là 1. Thì các con bớt A đi 1 đơn vị thì lập tức A nó sẽ chia hết cho 3, 4, 5. Thì đến đây các con đi tìm cái số A trừ 1 này. Tìm xong cái số A trừ 1 đấy thì các con sẽ tìm được số A. Số A trừ 1 chia hết cho 3, 4, 5. Như vậy số A trừ 1 nó sẽ là bội chung của số 3, 4 và 5. A trừ 1 là bội chung của 3, 4, 5. Ở đây số A là nhỏ nhất. Như vậy A trừ 1 nó sẽ tương ứng là nhỏ nhất. Vậy A trừ 1 sẽ là bội chung nhỏ nhất. Số A nhỏ nhất nên A trừ 1 sẽ là bội chung nhỏ nhất của số 3, số 4, số 5. Vậy bội chung nhỏ nhất của 3, 4, 5 là bao nhiêu? 60 ạ. 60 đúng không? Đúng rồi. 3, 4, 5 có bộ chung nhỏ nhất là 60. Vậy A trừ 1 sẽ bằng 60. Vậy số A là số bao nhiêu? 61 ạ. A sẽ bằng 60 cộng 1. Đây là đáp số. Dễ thôi nhỉ. Thì còn nữa nhá, còn số 3 này. Còn này ghê gớm hơn đây. Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng 20, 25, 30 đều có dư là 15. Khi xếp hàng 41 thì vừa đủ.
3 nhé. Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng 20, 25, 30 thì đều dư 10 năm. Khi xếp hàng 41 thì đủ. Tìm số người của đơn vị đó. Biết đơn vị đó chưa đến 1.000 người. Đơn vị đó ít hơn 1.000 người. Một đơn vị. Bài này em nghe quen quen. Ờ, quen. Ồ. Bạn nào có cách giải rồi? Con rồi, nói thế nào? Con gọi của con thì là A, thì 2, thì A thì có 25, 30, để dư 15 thì nên 2 thì 15, chế cho 20, 25, 30. Con thì vậy nên A thuộc tập hợp bộ chung của 20, 25 và 30. Con tìm bộ chung ở hết của 20, 25, 30 và suy ra bộ chung thứ hai của 20, 25, 30. Ok, phải là A trừ 15 là bộ chung đúng không? Đúng nhỉ? Gọi số người của đơn vị là A nhá. Gọi số người của đơn vị là A. Thì khi xếp hàng 20, xếp hàng 25 và xếp hàng 30 đều dư 15. Như vậy A trừ đi 15 sẽ chia hết cho 20, 25 và 30. A trừ đi 15 sẽ chia hết cho 20, 25 và 30. Như vậy A trừ 15 là bộ chung của 20, 25 và 30. Thế bây giờ các con đi tìm bộ chung của ba số này đây. Con tìm bộ chung là hết của 20, 25, 30. Ok. Rồi con tìm bộ chung nhỏ nhất của 20, 25, 30 và đặt thôi. Của 20, 25, 30 bằng bộ chung nhỏ nhất của 20, 25, 30. Ok. Tìm các bộ chung của thằng này thì các con đi tìm bộ chung nhỏ nhất của nó. Rồi ví dụ bộ chung nhỏ nhất của nó là số D thì các bộ chung khác sẽ là bội của số D đấy. 20, 25, 30 có bội chung nhỏ nhất là số nào? Các con viết thành gì nhỉ? 20 viết thành 2 x 2 x 5. 2 mũ 2 x 5. 25 là 5 mũ 2. 30 là 2 x 3 x 5. Như vậy bộ chung nhỏ nhất này nó có 3 thừa số là 2, 3, 5. Thừa số 2 là lấy mũ 2.
Thừa số 3 là lấy mũ 1 và thừa số 5 là lấy mũ 2. Như vậy bội chung nhỏ nhất của nó sẽ là 2 mũ 2 nhân 3 nhân 5 mũ 2 bằng 300. Bằng 2 mũ 2 nhân 3 nhân 5 mũ 2 là 300. Xong là ta tìm bội chung của 20, 25, 30. Ok. Như vậy các cái bội chung của hai mươi, hai năm, ba mươi sẽ là gì đây? Không một, ba trăm, sáu trăm, chín trăm, không này, ba trăm này, sáu trăm đúng không? Chín trăm đúng không? Một nghìn hai trăm, hai trăm, một nghìn năm trăm, một nghìn hai trăm, vậy thôi. Thế bây giờ chúng ta xem. Như vậy A trừ 15 nó sẽ nằm ở đây. A trừ 15 nằm ở đấy. Vậy A trừ 15 nó sẽ bằng số nào? 3 tỉnh, bằng chung cho tỉnh A rồi. Con bỏ những số nào thêm một lại số 40. Ok, rất giỏi. Đây là A trừ 15. Thế thì A nó sẽ thuộc cái gì đây? A nó sẽ thuộc cái gì đây? 15. Ok. 315. 615. 915. Chỗ này thôi nhá. Bởi vì nó vượt quá. Vượt quá 1.000 nó không viết nữa. A thuộc cái số này. Và bây giờ các con soi trong các số này, số nào mà chia hết cho 41 thì các con lấy. Mà A này này phải chia hết cho 41. Vậy A bằng số nào trong 4 số trên? Bao nhiêu nhỉ? 615. Ok. 615. Số này sẽ chia hết cho 41. Các con thực hiện phép chia để kiểm chứng nhé. 615 chia cho 41. 61 chia cho 41 là 1 này. 41 còn 20. 205 chia này là 5. Như vậy phép chia này được kết quả là 15. Thầy, cô em dạy là từ trước cô dạy bài này, cô em bảo là cần phải viết thêm chữ A thuộc đằng sau x bé hơn 1.000 không mà bị trừ điểm. Ok, là con cứ trình bày theo cách dạy của cô con đấy để cô chấm cho nó chặt chẽ. Con bài học của em. Ok, nhất trí. Nêu điều kiện cho số A đúng không? Tức là đây gì? Ý con chỗ này gì? Gọi số người này A đúng không? A thuộc N sao đúng không? A bé 1.000 đúng không? Cô dạy vậy gì? Dạ, cô dạy đúng đấy. Cô dạy như vậy cho nó chặt chẽ để các con không bị trừ điểm trong các cái bài kiểm tra. Thử con nữa nhá. Lớp 6A có không quá 50 học sinh, xếp hàng 2 thì dư 1, xếp hàng 3 thì dư 2, xếp hàng 7 thì dư 6. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh? Lớp 6A có không quá 50 học sinh. Lớp 6A
không quá 50 học sinh. Xếp hàng 2, dư 1. Xếp hàng 3, dư 2. Xếp hàng 7, dư 6. Hỏi 6A có bao nhiêu học sinh? Này cũng ghê gớm ơi, khủng khiếp ơi. Các con đều học lớp 6A hay lớp 6B? 6B. 6B à? 6B. Con nào có cách xử lý cho bài này nhỉ? Sao vậy? Em có. Bạn Tư Hùng nói nào. Em như thầy là đầu tiên em nghĩ là ta sẽ phải tìm cái số nguyên tố của 2, 3 và 7 ra. Số nguyên tố, số 2 là số nguyên tố rồi, số 3 cũng là nguyên tố rồi, số 7 cũng là nguyên tố. Đúng rồi, để 3 nhân 2 nhân 7 ra, xong trừ đi 1. 3 nhân 2 nhân 7 nó bằng 42, trừ đi 1 thì có liên quan gì không? Rồi, nghĩ tiếp nhá, bạn nào nghĩ được khác nhỉ? Tuấn Lộc có cách khác không? Em thầy nói em gọi là a bằng 3k, 2k cộng 1, a bằng 3k cộng 2, a bằng 3q cộng 2, a bằng... Con cứ nói tiếp đi. Đầu tiên là cứ gọi học sinh, số học sinh đó là a đó nha. Rồi, số học sinh lớp 6A là A học sinh này. Điều kiện A là số tự nhiên các không này, A không quá 50. Cô dạy này thì không ạ? Đúng không? Ừ, ok, chuẩn rồi. Bạn đọc nói lại cho anh nghe nhỉ? À, có con nào có cách xử lý bài này? Bài này là một bài rất hay, phải những người thông minh mới giải được. Đọc nói tiếp nào. Học sinh 6A là A khác không ạ? Rồi. Ta có A chia 2 dư 1, A chia 3 dư 2, A chia 7 dư 6. Vậy A cộng 1 chia hết cho 2, 3 và 7 ạ. Rất giỏi. Rất siêu. Rất tốt. Chính xác đấy. A xếp hàng 2 dư 1, như vậy A chia 2 dư 1, A chia 3 dư 2, A chia 7 dư 6. Như vậy chúng ta kích thêm A một đơn vị nữa thì A cộng 1 nó sẽ chia hết cho 2. Kích thêm chỗ này một đơn vị nữa thì A cộng 1 nó sẽ chia hết cho 3. Và kích cho thằng A đến một đơn vị nữa thì A cộng 1 nó sẽ chia hết cho 7. Rất tốt. Phải lấy ví dụ nha. A chia 2 dư 1, ví dụ A 7 chia 2 bằng 3 dư 1. Thì các con kích cho cái số 7 này một đơn vị nữa thì nó sẽ thành 8. Nó sẽ chia cho 2. Tương tự như vậy, một số chia cho 3 mà dư 2. Phải lấy thí dụ số 11 chia cho 3 thì được 3 dư 2. Thì các con kích cho cái này một đơn vị nữa
thì nó sẽ bằng 12, nó sẽ chia hết cho 7. Tương tự, một số chia cho 7 dư 6. Thầy lấy thí dụ là số 20 chia 7 thì bằng 2, 2 7 14 là còn dư 6. Thì các con kích cho thằng này một đơn vị nữa là 20 cộng 1, nó sẽ bằng 21, nó sẽ chia hết cho 7. Như vậy ở đây các con sẽ kích cho số A này một đơn vị nữa thì lập tức nó sẽ chia hết cho 2, 3 và 7. Đã phát hiện của bạn Lộc rất chính xác. Đúng rồi nhé. Không sao Lộc hả? Không à? Ồ, thì xin lỗi nhầm. Ok, nói nhầm. À, Đức Hùng, ok, rất giỏi. Các con có này, A chia cho 2, chia cho 3, chia cho 7 đều dư 1. Thì nói A chia cho 2 dư 1, A chia 3 dư 2, A chia 7 dư 6. Nên A cộng 1 sẽ chia hết cho 2, 3 và 7. A cộng 1 sẽ chia hết cho 2, 3 và 7. Như vậy A cộng 1 nó sẽ là bội chung của 2, 3 và 7. A cộng 1 là bội chung của 2, 3 và 7. Thế thì các con đi tìm bội chung nhỏ nhất của 2, 3 và 7. Rồi các con sẽ suy ra các bội chung của nó. Bội chung nhỏ nhất của 2, 3, 7 là mấy nhỉ? Bộ chung nhỏ nhất là 42. Ok, bộ chung nhỏ nhất của 2, 3, 7 là 42. Như vậy A cộng 1 nó sẽ thuộc các cái bộ chung của 42. Như vậy nó sẽ là 42 này gấp đôi lên là bao nhiêu? 84 đúng không? Vân vân. Có số 0 không? Số 0 này có hay không? Có. Số 0 bình thường thì nó có, nhưng bài này thì nó sẽ không, bởi vì A là số dương rồi, cộng 1 nữa nó càng dương thôi, nên nó không thể là số 0 được. Nên các con có thể bỏ số này đi. A cộng 1 thuộc cái này. Như vậy A sẽ thuộc cái gì? Bốn mốt à? 83 đúng không? Mà A lại bé hơn 50. Vậy A phải bằng 41. Như vậy lớp 6A này có 41 học sinh. Ok nhá. Thử câu nữa nè. Câu này cũng khó đây, cũng đỉnh ra, đỉnh sầu đây. Nói ai mà làm được thì phải nói là đẳng cấp này. Tìm số học sinh của một lớp biết số học sinh này nhỏ hơn 60. Tìm số học sinh của lớp 6B nhá. Biết số học sinh nhỏ hơn 60 này. Biết nếu xếp hàng 3 thì dư 2, xếp hàng 5 thì dư 3, xếp hàng 7 thì dư 4. Xếp hàng 3 thì dư 2. Xếp hàng 5 thì dư 3. Và xếp hàng 7 thì dư 4.
tìm số học sinh của lớp đó. Câu này cũng đỉnh chào đấy. Các bạn thầy khái quát lại cho các con một tí về chờ bạn Long chờ thầy tí nhá. Thầy khái quát lại cho các con một tí về cái kỹ thuật xử lý loại bài này nhá. Đầu tiên là bài toán không có dư. Loại 1 này là không dư. Không dư thì cái số học sinh hay số gì đó nó sẽ là bội chung. Bội chung này. Đấy, loại 2 là cùng dư. Cùng dư là A. Cùng dư là M đấy. Cùng dư là M thì các con sẽ bớt đi M thì nó sẽ thành không dư. Thì A bớt M sẽ thành không dư. Và sẽ có A bớt M sẽ là bội chung. Hình dung được chưa nhỉ? Giống như bài cái nãy là chia cho 2, chia cho 5, chia cho 3 đều dư 1 chẳng hạn, thì các con bớt 1 thì nó sẽ thành không dư. Loại 3 này. Dư khác nhau như các con vừa làm bài của bạn Hùng ấy, là một thằng là dư 1, một thằng dư 2, một thằng dư 6. Đấy là cái loại mà dư khác nhau. Thì các con làm gì nhỉ? Thêm hoặc bớt để về không dư hoặc cùng dư. Thêm bớt để về không dư hoặc cùng dư. Không dư thì nó sẽ về bội chung. Cùng dư thì bớt tiếp đi cái cùng dư đấy, nó sẽ về bội chung. Đấy là kỹ thuật xử lý dạng các bài toán này. Thế thì các con xem một bài này. Xếp hàng 3 dư 2, xếp hàng 5 là dư 3, xếp hàng 7 dư 4. Như vậy đây là loại bài toán có dư và dư khác nhau. Đây là dư 2, dư 3, dư 4 là dư khác nhau. Vậy các con phải khéo léo để đưa về không dư hoặc cùng dư. Rồi bây giờ con nào làm được nhỉ? Lọc đâu rồi? Lọc nay giơ tay à? Lộc nói nào. Em thầy nói em gọi số cần tìm là A. Ok. Em gọi số học sinh. Gọi số học sinh là A. Gọi số học sinh là A. A là thuộc tập số tự nhiên là sao? A nhỏ hơn 60. A là A học sinh nhá. Rồi, tiếp. Vì A chia cho 3 dư 2, chia cho 5 dư 3, chia cho 7 dư 4. Nên A bằng 3K cộng 2. A bằng 3K cộng 2. Đúng rồi, chia cho 3 dư 2. Tiếp. A bằng 5. A bằng 5 M cộng 3. Ok, rất giỏi. A bằng 7M cộng 4. 7N nhá, các cái số này nó phải khác nhau. 7N. Ok, rất tốt. Đúng rồi. Tiếp. Đúng hướng đi rồi đấy. Ok, còn một nấc tương đối khó nữa mà phải dùng trí tuệ cao các con mới xử lý được.
trừ 2 bằng 3 nhân k. Rồi, tiếp. A trừ 3 bằng 2 nhân k. A trừ 4 bằng 1 nhân k. Tiếp. Rồi, có vẻ nó đi, nó sẽ đi sang một cái hướng khác. Thế bây giờ thầy hướng dẫn tiếp cái lời giải của bạn Lộc nhá. Cách xử lý của bạn Lộc vừa rồi đấy. Bây giờ các con sẽ làm như sau. Các con kích cái này gấp đôi luôn lên. Kích gấp đôi lên thì các con sẽ có chỗ này gấp đôi lên này. Thì các con sẽ được gì nhỉ? Được 2a bằng gấp đôi lên nhá, là 2a nó sẽ bằng gì nhỉ? 6k cộng 4 đúng không? Đúng không nhỉ? Tiếp tục kích gấp đôi cái này lên, 2a sẽ bằng 2 lần cái này là 10m cộng 6. Kích gấp đôi lên, 2a bằng 14m cộng 8. Thế bây giờ các con chiếu lại với các cái số 3 thì thằng này chia cho 3, thằng này chia cho 3 dư mấy nhỉ? Thằng này chia cho 3 rồi, 4 chia 3 dư mấy? Dư 1. Như vậy cả cái đống này chia cho 3 sẽ dư 1. Thằng này chia cho 5 này, thằng này chia 5 dư mấy? Dư 1. Như vậy cả cái đống này chia 5 sẽ dư 1. Thằng này chia cho 7, 8 là chia 7 dư mấy? 1. Dư 1. Như vậy cả cái đống này chia 7 dư 1. Như vậy ở đây các con có 2a này chia cho 3, chia cho 5, chia cho 7 để có dư là 1. Như vậy các con đã chuyển về được dạng cùng dư với con số 2a. 2a chia cho 3 dư 1, 2a chia cho 5 dư 1, 2a chia cho 7 dư 1. Như vậy 2a trừ đi 1 sẽ chia hết cho 2a trừ đi 1 sẽ chia hết cho 3. Ok, cho 3, 5, 7. Như vậy 2a trừ 1 sẽ là bội chung của 3, 5, 7. Như vậy sau một kỹ thuật nhân đôi lên thì các con đẩy được về dạng cùng dư. Và cùng dư thì xử lý ok. Như vậy 2a trừ 1 là bội chung của 3, 5, 7. Bộ chung nhỏ nhất của 3, 5, 7 là bao nhiêu các con nhỉ? Bộ chung nhỏ nhất của 3, 5, 7 là mấy nhỉ? 1 x 5 ạ. 1 x 5, tích của 3 cái số này thôi. 1 x 5. Như vậy 2a trừ 1 sẽ thuộc vào 105 gấp đôi lên là 210 chấm chấm. Có số 0 không? Không lấy được số 0 yeah. Bởi vì nếu nó bằng 0 thì 2a nó bằng 1, a bằng không chia được, đúng không? Và các con lấy này thôi. Như vậy 2a nó sẽ thuộc vào cái gì? Một linh sáu đúng không? Là 211 đúng không? Vậy a nữa. Đúng không nhỉ? 106, 211. Nhớ mất này 106, nó 56 nhỉ? Đây là 2a con. Tí nữa các con tìm là a. Chia. Như vậy a nó sẽ thuộc chỗ này chia 2 là 53. Chỗ này thì không có gì đằng sau có thể còn nữa. Mà a nhỏ hơn 60. Vậy
53. Đúng chưa? À, 53. Như vậy, khó nhất ở bài này đó là các con phải đẩy được cái dư nội sộn này, dư 2, 3, 4 này về một cái cùng dư là 1. Đấy là cái khó nhất của bài toán này. Và cái chỗ đấy là cái chỗ cái thông minh của các con đấy. Bạn nào thông minh thì xử lý được. Như vậy, dạng toán này, dạng toán số 2 này các con lưu ý lại cho thầy nhá. Đối với loại chia hết, chia hết cho 3 số thì nó sẽ là bội chung của nó. Và các con đi tìm bội chung nhỏ nhất và suy ra các bội chung. Còn nếu chia một cùng có dư, ví dụ chia cho 3 số cùng có dư là 1 thì các con lấy A trừ đi 1 thì lập tức nó sẽ chia hết. Và lúc đó các con sẽ tìm là A trừ 1 và tìm là A. Còn chia cho 3 số mà ra cái lởm khởm 3 cái thằng dư khác nhau thì các con phải cố gắng thêm bớt để tạo ra chia hết hoặc tạo ra cùng dư. Ví dụ như bài trước của bài này là các con sẽ thêm 1 thì nó sẽ tạo ra chia hết. Còn ở bài này thì các con phải kích đôi nó lên, nhân đôi nó lên. Nhân đôi lên thì nó sẽ tạo ra cùng dư là 1. Nhưng bài này là bài khó hơn rất nhiều rồi. Còn chúng này học đến đây rồi nhá, hôm nay học lại rồi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các con. Ok. Chúc các con ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.